Tôi xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý vừa điểm qua, mời quý vị theo dõi những tin tức thời sự nổi bật trong ngày. Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ cản trở Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 13 tháng 5 bất ngờ tuyên bố Ankara không có thái độ tích cực về khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Trong bài phát biểu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp các tổ chức khủng bố. Các nước Scandinavia giống như các nhà khách của các tổ chức khủng bố, ông Erdogan nói. Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ từng mắc sai lầm khi bật đèn xanh cho phép Hy Lạp gia nhập NATO vào năm 1952. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn một lần nữa mắc sai lầm trong vấn đề này, ông Erdogan nói. Phản đối được Tổng thống Erdogan đưa ra ngay trước khi hai quốc gia Bắc Âu quyết định có chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO hay không, theo AFP. Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia NATO đầu tiên tỏ thái độ không ủng hộ việc Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập liên minh. Ngay sau khi tuyên bố của ông Erdogan, AFP đưa tin Thụy Điển và Phần Lan sẽ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 14 tháng 5. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu cáo buộc các nước Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Điển, nơi có cộng đồng người Thổ nhập cư đông đảo, chứa chấp các nhóm người Kurds cực đoan như những người ủng hộ giáo sĩ Feluttan Gulen. Ông Gulen là nhân vật bị Ankara truy nã với cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành vào năm 2016. Phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ là rào cản đầu tiên trên con đường gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Khi một nước nộp đơn xin gia nhập NATO, quốc gia này cần toàn bộ 30 thành viên liên minh đồng thuận gửi lời mời chính thức. Sau đó, thủ tục đàm phán tư cách thành viên mới bắt đầu. Quyết định chấp thuận đơn gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan có thể được chính phủ các nước thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid vào cuối tháng 6. Sau đó, 30 nước thành viên phải hoàn tất thủ tục phê chuẩn nội bộ để quyết định của NATO chính thức có hiệu lực. Quốc gia EU ra tối hậu thư cảnh báo thu giữ kho khí đốt của Nga. Áo, nước thành viên NATO đã yêu cầu tập đoàn năng lượng Nga Gazprom phải bơm đầy một kho khí đốt trên lãnh thổ Áo, nếu không, Viên sẽ thu giữ cơ sở này. Trả lời phỏng vấn báo Kleine Zeitung hôm 12 tháng 5, Thủ tướng Áo Kana Hemmer đã đề nghị tập đoàn năng lượng Nga Gazprom bơm đầy kho khí đốt tự nhiên gần Zandburg, Áo. Theo tờ báo trên, cơ sở hạ tầng Hydek gần Zandburg là kho khí đốt lớn thứ hai ở Trung Âu và có thể chứa khoảng 1/4 lượng khí đốt tiêu thụ hàng năm của Áo. Nó thuộc về Gazprom và hiện đang trống rỗng. Chúng tôi cũng đang xem xét một cách rõ ràng và kiên quyết về cơ sở lưu trữ khổng lồ của Gazprom ở Hydek. Nếu nó không được lấp đầy, chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp để nó phải được lấp đầy, ông Nehammer nói. Thủ tướng Áo cho biết nước này sẽ không quốc hữu hóa cơ sở nói trên, nhưng sẽ có cách tiếp cận kho ngầm. Điều đó có nghĩa là hoặc sử dụng nhà kho hoặc là mất nó. Nếu Gazprom sử dụng nhà kho này thì mọi thứ vẫn sẽ ổn. Nếu không, các công ty khác sẽ có quyền tiếp cận nó, ông Nehammer cảnh báo. Ông Nehammer nhấn mạnh rằng cơ sở Hydek có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả Đức và Áo. Nhà cung cấp khí đốt Nga trước đó đã tuyên bố rằng họ hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng cách cung cấp khí đốt theo đơn đặt hàng của các khách hàng châu Âu. Tháng trước, Viên đã chấp nhận các thanh toán bằng đồng rúp để mua khí đốt Nga. Bộ trưởng Năng lượng Áo gần đây đã xác nhận rằng khí đốt đang được cung cấp cho Áo mà không bị gián đoạn. Bà nói thêm rằng nếu không cung cấp thêm nhiên liệu từ Nga trong năm nay, Áo sẽ không thể lấp đầy các kho chứa trước mùa đông, nhưng Viên cũng sẽ tìm cách đa dạng hóa nguồn cung. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ tại thủ đô Washington DC, Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ và các vấn đề khu vực quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trước thềm hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì tại Nhà Trắng. Tại đây, Mỹ cam kết sẽ chi hơn 150 triệu đô la Mỹ cho các nước ASEAN trong các sáng kiến về năng lượng sạch, phòng chống dịch bệnh và an ninh biển tại khu vực. Bày tỏ vui mừng chào đón các lãnh đạo ASEAN vào thời điểm hai bên kỷ niệm 45 năm quan hệ, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ ASEAN-Mỹ, cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị, thể hiện rõ nét cam kết hai bên đồng hành cùng hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung, nhấn mạnh giữ vững hòa bình, duy trì ổn định phải được coi là quan tâm hàng đầu của cả ASEAN lẫn Mỹ. Thủ tướng mong muốn Mỹ luôn ủng hộ ASEAN giữ vai trò trung tâm trong các tiến trình ở khu vực châu Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cùng đóng góp xây dựng đường hướng mới cho các khuôn khổ hợp tác do ASEAN chủ trì, cùng ASEAN đối thoại chân thành trên cơ sở lòng tin và trách nhiệm, ủng hộ giải quyết các khác biệt, bất đồng dựa trên các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. Cùng ngày, Tổng thống Joe Biden đã cam kết viện trợ 150 triệu đô la Mỹ hỗ trợ ASEAN củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng, năng lực an ninh và ứng phó với đại dịch COVID-19. Chính quyền Washington cũng cam kết sẽ cùng các đối tác Đông Nam Á tìm cách tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19. Chúng tôi hy vọng có thể cùng ASEAN tăng cường chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là lĩnh vực mà chúng tôi muốn tập trung chú ý sau đại dịch COVID-19. Chúng tôi mong muốn hợp tác với ASEAN nhằm xây dựng khả năng đàn hồi mạnh mẽ hơn. Theo dự kiến, vào chiều 13 tháng 5 theo giờ Mỹ, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ sẽ diễn ra tại thủ đô Washington DC của Mỹ. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Nhà Trắng và là cuộc họp đầu tiên do Tổng thống Mỹ chủ trì kể từ năm 2016. Sẽ giám sát việc tổ chức thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội thông qua. Đó là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên họp sáng nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự kiến phương án phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia này. Quốc hội đã quyết định về mức bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 là 100.000 tỷ đồng. Quỹ thời gian để thực hiện 3 chương trình này là 5 năm. Song hơn một năm qua, bố trí kế hoạch vốn vẫn chưa phân bổ cụ thể đến các bộ ngành địa phương. Mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất chậm. Mà bây giờ chúng ta lay quay ở đây thì có thể nói là ở cơ sở thì rất là cần đề nghị chính phủ, các bộ ngành bây giờ các đồng chí ra soát coi các nghị định, các cái thông tư ban hành cho thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia này, cái gì phù hợp, cái gì chưa phù hợp, cần phải chỉnh sửa, nghị định thông tư thì chỉnh sửa. Bây giờ đã chậm rồi thì phải làm nhanh, đúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn các nghị quyết Quốc hội đã đề ra. Trên tinh thần như vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan thẩm tra cùng chính phủ rà soát thật kỹ, tuyệt đối tuân thủ nghị quyết của Quốc hội, không nhân nhượng, thậm chí đưa vào chương trình giám sát cụ thể. Nếu mà Quốc hội đồng ý chọn thì nó sẽ là cái chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023. Nếu Quốc hội không chọn thì chương trình đó trở thành cái giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023. Có nghĩa là dòng bất kể trường hợp nào thì cũng là Quốc hội hoặc là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát cái việc này. Chúng ta cũng có cái đổi mới, có cái cải tiến. Chúng ta không chỉ có hậu kiểm mà chúng ta phải giám sát ngay trong quá trình tổ chức triển khai. Giống như là đối với cái vấn đề quy hoạch thì nó mới có tác dụng trực tiếp để thúc đẩy cũng như là tháo gỡ các cái vướng mắc, các cái khó khăn nếu có trong quá trình tổ chức triển khai các cái chương trình rất là quan trọng này. Đối với đề xuất phân bổ hơn 2.942 tỷ đồng cho các bộ cơ quan trung ương trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị chính phủ làm rõ hơn về sự cần thiết, tính chất của từng nhiệm vụ cũng như các nguyên tắc tiêu chí cụ thể để xem xét quyết định. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng, lập quy hoạch cấp tỉnh thành phố Hải Phòng và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Quý 1 năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn Hải Phòng ước tăng hơn 10% so với cùng kỳ, gấp 2 lần bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 34.500 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Tại buổi làm việc,
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố. Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận, phấn đấu khởi công dự án ngay trong năm 2022. Về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố cần khẩn trương tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Trong quá trình đó, cần đảm bảo rà soát kỹ lưỡng, thận trọng, nhất là các phân khu chi tiết quan trọng tạo điểm nhấn phát triển cho thành phố. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức hòa lưới điện tổ máy số 1, đánh dấu mốc chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia. Với tổng công suất 1.200 MW, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có quy mô công suất lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, được xây dựng tại Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình, với tổng mức đầu tư là gần 2 tỷ đô la Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của dự án xây dựng nhiệt điện Thái Bình 2 đạt 92,37%. Hiện các đơn vị vẫn đang gấp rút hoàn thành nốt các hạng mục công trình để chính thức phát điện thương mại cả hai tổ máy vào cuối năm 2022. Tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và 13 bị cáo trong đại án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada. Hôm nay trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Quốc Cường thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi thẩm phán chủ tọa phiên tòa cảnh báo còn nhiều vụ án tương tự. Trước cáo buộc đã không có biện pháp ngăn chặn khi cơ quan điều tra đã có cảnh báo về lô thuốc này không rõ nguồn gốc xuất xứ, dẫn đến 4 loại thuốc giả vẫn được cung cấp cho các cơ sở y tế để điều trị cho người bệnh. Bị cáo Cường thừa nhận cách đây hơn chục năm đã chủ động đi xác minh, trong khi hội đồng xét xử cho rằng bị cáo đã rất thờ ơ. Có khi văn bản có hiệu lực thì tại sao anh không phát hiện ra? Báo cáo với... Vì sao mà anh không có biện pháp ngăn chặn đối với việc mà thuốc giả đã được báo động từ phía cảnh sát của Canada? Tôi là người chủ động đi để đi xác minh, chỉ đạo xác minh. Nhưng mà cái thông tin phản hồi là không rõ ràng. Nhưng mà đặc biệt ấy là các phòng chức năng là cũng tôi cũng có trao đổi, nhưng các phòng chức năng đều không có phòng nào tham mưu cho tôi là có thể thu hồi được. Cái đấy là cái thiếu thận trọng, mà cái đấy là một cái sai lầm lớn, đúng không? Chứ nếu như lúc đấy mà anh cũng thận trọng phối hợp cùng với báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Thứ trưởng Bộ trưởng, báo cáo các chuyên ngành về cái việc đó thì tôi nghĩ rằng cái hậu quả không đến mức đấy. Lúc đấy anh cũng rất là thờ ơ và anh cho rằng phải đủ văn bản pháp lý thì anh mới làm. Theo cáo trạng, thời điểm ông Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, bị cáo này đã không quản lý được kết quả thẩm định và để cấp dưới có nhiều sai phạm dẫn đến 7 hồ sơ thuốc giả không đủ điều kiện nhưng vẫn được nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ cho người bệnh. Ngày hôm nay 13 tháng 5, Bộ Y tế đã gửi công văn đến các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Bộ Y tế yêu cầu trong trường hợp phát hiện các ca nghi ngờ, đề nghị các cơ quan trên thống nhất việc lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân khi cần thiết. Đặc biệt, ở nhóm trẻ dưới 16 tuổi phải khám, xác định để phát hiện các trường hợp không rõ nguyên nhân theo định nghĩa ca bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới. Đối với các tỉnh có cửa khẩu biên giới thì cần tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ để có hướng dẫn quản lý phù hợp. Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới thì tính đến ngày 7 tháng 5, trên thế giới đã ghi nhận hơn 300 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 23 quốc gia, trong đó có 9 trường hợp đã tử vong.